Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cạo trầu. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng rầu, đừng lo, có em đây mà em hiền. Ba em khó, anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Ba em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai đi đường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao muộn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe đây, em thương anh lắm lo mình ơi. Yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à? Gặp đã là duyên, thôi mình sẽ cái phận. Bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em, ba chưa dễ ẹt, ai nói mà không được. Như anh nè, lấy anh hôn, chầu cao anh đưa tới dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành. Xe hoa váy cưới, dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới nào là rượu hồng. Này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi. Cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi. Tổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sau ngày hôm nay có thêm cháu nhau luôn nha. Chần chờ làm gì chồng ơi, tới luôn anh cứ chơi hết mình, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn, làng trên xóm dưới vui mừng, ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Vì là vì bên anh mừng tháng băng qua cánh đồng xanh, đồng xanh chấm chứa tình niệm trọn một đời dành cho anh mãi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Mà em quay anh rồi, em không ấy anh em làm sao. Anh là trai biết nhường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe em thương anh lắm lo mình ơi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, mà em khoái anh rồi.
sao. Anh là trai đi thường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao muôn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi.
gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà la 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 đời đổi thay thế giới vẫn quay tuổi thanh xuân như gió như mây cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời dẫu gian khó dẫu phong ba hiên ngang bước sóng gió sẽ qua những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt lớn ở cuối trời vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi nhớ nụ cười xuân ơi thích thì cứ bước chẳng sợ ai chê đam mê phía trước đừng đợi chờ lê thế mơ và hay cứ ước thanh xuân cũng là điều phi thường hẹn gặp nhau ở cuối con đường đời đổi thay thế giới vẫn quay tuổi thanh xuân như gió như mây cười thật tươi lên khi
pháo hoa từng bừng đón dâu, kính chúc cho đôi uyên ương bền lâu, tiếng yêu thương kết duyên cao trầu, đắm say lòng ngất ngây. Ngàn khúc ca trao lời thiết tha, ánh nắng ban mai như ru tình ta, dáng tân nương thước tha quá mạnh, khiến ai lòng rối bơ. Bao tiếng cười reo vui, nâng rượu ly chúc nhau, lòng trăm năm bên duyên, tình là tình yêu thương triền miên, ruộng gian lời ca chúc nhau hát ru tình chúng ta. Chàng đến bên trao nàng chiếc hôn, ánh mắt yêu thương không sao rời xa, chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời, sắc son mãi tình yêu này. Sai lòng ngất ngây, ngàn khúc ca trao lời thiết tha, ánh nắng ban mai như ru tình ta, dáng tân nương thước tha quá mạnh, khiến ai lòng rối bơ. Bao tiếng cười reo vui, nâng rượu ly chúc nhau. Lòng trăm năm bên duyên, tình là tình yêu thương triền miên, ruộng gian lời ca chúc nhau hát ru tình chúng ta. Dạ kính thưa quý hội đồng lương tộc, kính thưa quý tộc của nhà gái, và hôm nay là ngày thỉnh kỳ được sự thống nhất của hai thông gia, và tôi cũng xin được đại diện cho tộc họ nhà Sa xin kính trình với quý ông, xin quý ông dùng chung rượu để chứng kiến cho bên nhà cha chúng tôi được nhập gia và tấn lễ, xin kính trình. Mời. Dạ, mời. Tôi kính thay mặt họ nhà gái vậy đó, kính chúc họ nhà cha và kính mời họ nhà cha, ông bà cô bác anh chị cùng mấy em bước vào tư gia để dùng bữa trà, để trân trọng kính mời. Em ơi, mình cưới nhau đi, cưới nhau về một nhà em nhé. Sống một mình đã bao năm, giờ có nhau sưởi ấm em chịu không? Mình cưới nhau nha, cưới cho vừa lòng bà với má. Hối anh hoài, cũng hối em hoài, thôi thì bao hiếu cho ông bà nhà. Anh sẽ mang trầu cau với đội đèn sang nhà em để xin mẹ cha được làm trong em, xin mẹ cha được bên cạnh cùng buồn cùng với em, cuộc đời anh sẽ chỉ giao phó cho mình em. Anh sẽ mang vòng nhẫn cưới đeo vào tay nàng dâu mới, bước cùng trên đoạn đường sắp tới. Nhìn nó sát vào nhau, nở nụ cười rất tươi, là một tấm hình để lưu giữ cho ngày vui cuộc đời. Cưới nhau nha,
nhau về ở chung nhà nhà. Em ơi, mình cưới nhau đi, chứ xung quanh bạn bè để ý. Chúng nó giờ hạnh phúc hết rồi, còn mình thôi đó hãy cưới nhau đi. Anh sẽ mang cho em phúc, bạn sẽ nhà thêm đất, xin cho mang cho em. Dạ, cảm ơn anh. Có gỗ đi con. Alo. Dạ kính thưa quý hội đồng lưỡng tộc và kính thưa quý hội đồng gia tộc cùng những quý vị quan khách, và hôm nay là ngày 11 tháng 12 của năm 2022, nhằm ngày 18 tháng 11 của nhâm dần, được sự thống nhất của hai thông gia và có tổ chức lễ cho hai cháu Xuân Đào và Minh Phương. Và hôm nay lời nói đầu tiên tôi xin trân trọng kính chào và lời thân thương nhất với hội đồng gia tộc và quý vị quan khách. Và kính thưa kính trình với quý tộc bên nhà gái, và hôm nay về phẩm vật của nhà trai chúng tôi đến gồm có 6 mâm, trong đó có 2 mâm lộc và 4 mâm phẩm vật để trước dâng lên cúng cụ quyền, sau quý tộc nhà gái dùng cho tộc họ nhà trai chúng tôi, xin kính trình. Tôi cũng xin thay lời của ông của chủ hôn họ nhà gái để nhận thành lễ hôm nay. Dạ cảm ơn. Vỗ tay bà con ơi. Cái này cái gì? Và trước khi và cháu làm buổi lễ lại về cái buổi lễ hôm nay, thì trân trọng kính mời hai thông gia và đưa ra trước bàn thờ cụ quyền là nguyện hương để cho cháu làm lễ lại ông bà. Và trân trọng kính mời. Để bông cũng đi. Tôi cử quyền thất tổ ông bà kính lễ ba xá. Kính mời hai thông gia chắp tay lên trán để nguyện hương. Nam mô A Di Đà Phật, cúi kính dâng hương trước cử quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, lòng khẩn nguyện tổ tiên chứng chiếu, nhờ ơn trên đất thúng trời nghiêu. Hai nén hương khói tỏ phủ chiều, đôi hồng lấp sáng soi tuyệt diệu. Nhờ tơ hồng xe viên kết tóc, ơn bà Nguyệt thắt chặt mối hồng châu. Hôm nay là ngày 18 tháng 11 niêm nhâm dần, hai thông gia phủ phục khẩn cầu cho đôi trẻ thị trung vạn đại A Di Đà Phật. Kính mời hai thông gia kính lễ ba xá dòng đời thượng hương. Mời hai thông gia kính lễ ba xá. Mời hai thông gia trở lại vị trí dùng bút trà. Chú rể bước vô. Thưa quý hội đồng lượng tộc, kính chúc quý ông luôn thề kính quý bà, qua các phần hai thông gia đã nguyện hương và thượng đăng, thì bây giờ cùng xin kính trình với quý ông quý bà và cho cháu rể được làm lễ lại cụ quyền, lại Phật và lại họ. Xin kính trình với quý ông.
thanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay là ngày 18 tháng 1 năm Nhâm Dần, nhờ ơn Đức Phật từ bi độ hộ vợ chồng con được trăm năm hạnh phúc, rồi con quỳ gối xuống lại đi con, lại bốn lại chú. Thôi cháu xá đẳng hai xá đi. Đồng đồng hai đứa xá hai xá. Và cũng thành thật cảm ơn và kính thưa quý hội đồng lượng tộc, kính chúc quý tộc nhà gái. Và qua cái phần bên nhà trai đã hướng dẫn cháu làm buổi lễ lại cụ quyền lại Phật, còn lại họ đã xong. Trân trọng kính mời đại diện bên đường chủ hôn để hướng dẫn cháu để ra mắt gia cấp của quý ông, quý bà, bác chú, cậu dượng, cô dì, thím mợ. Bên còn xin tiền bên thân tộc của nhà gái, xin trân trọng kính mời làm lễ ra mắt ngày hôm nay. Vậy trước nhất trân trọng kính thỉnh ông Tóc, ông nội, ông ngoại, ông bà con bên nội, ông bà con bên ngoại, thân tộc quán truyền gia cấp là ông từ ông trưởng tới ông thứ, xin vui lòng uống đôi chung rượu để cho cháu rể làm lễ ra mắt ngày hôm nay. Vậy trân trọng kính thỉnh ông, mời mấy ông bên nhà trai đến đi cúng cụ quyền rồi về trình quý ông. Dạ biết rồi. Dạ dạ mời chú sáu. Cháu là cháu à, ông miếng màu thôi ai biểu ông uống hết, ông uống hết con cũng không cho nữa. Dạ kính thưa lượng tộc cùng quan viên ngay họ, giờ làm lễ ông đã xong tới lượt vòng bên bà. Vậy trân trọng kính thỉnh bà Cóc, bà nội, bà ngoại, bà con bên nội, bà con bên ngoại, thân tộc quán truyền giai cấp là bà cạn tận bà trưởng với bà thứ, ngay cả uống đâu chung rượu để cho cháu rể làm lễ ra mắt ngày lễ như quy hôm nay. Vậy trân trọng kính mời thôi nói vậy hả có không thôi chia miếng đất những miếng đi có mấy bà không. Dạ cảm ơn anh. Vậy là xin phép mấy bà ngồi hết rồi thôi. Dạ. Giờ vậy cho qua cháu giá con giá đặng đi mấy ông này duyên luôn. Ừ giá thá thẳng như trong con. Dạ kính đưa lưỡng tộc cùng quan viên ngay họ, giờ làm lễ bên ông đó xong đó là bên bà, ông bà đó xong đây tấm bằng tân trọng kính thỉnh bác chú cậu dượng, trong đó có bác xuôi, bà con bên nội với bên ngoài, trong thân tộc quán truyền là giai cấp, xin vui lòng uống đôi chung rượu để cho cháu rể làm lễ ra mắt ngày lễ du quy hôm nay. Vậy tân trọng kính thỉnh. Nếu ở ngoài thì bước vô trong, trong bước ra ngoài, bác chú cậu dượng ở trong đó có bác xuôi. Tại vì cho giai cấp bác nha. Hôm nay là nhân dịp của Xuân Đào và Minh Phương, hai đứa nó rồi bữa nay thì bác ba cũng không biết nói gì hơn, có đâu thì chuyện bạn cho hai cháu, chúc hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Phương ơi có rượu mời con. Mời bác ba con. Vậy là hỏi quần bác chú cậu dượng cho cháu làm lễ thế nào, phát biểu lên cá ai lại một tay thôi, đừng nhập lại chú rể quay về chú rể bác ơi nhìn lên đây cười cho con nè. Một hai ba bốn tay tròn xá lên trước ngày hai xá đi con. Dạ kính thưa lưỡng tộc cùng quan viên ngay họ, giờ làm lễ bữa năm đã xong tới được bằng bên bà. Vậy tân trọng kính thỉnh bác phiếm cô dì mợ, trong đó có bác xuôi, bà con bên nội bên ngoại, trong thân tộc quán truyền là giai cấp, xin vui lòng bước đến nước khai vị uống đôi chung rượu để cho cháu rể nó làm lễ ra mắt ngày lễ như quê hôm nay. Vậy tân trọng kính thỉnh có không thôi thông qua đi đúng rồi có cho qua rồi xá ra đi cháu xá hai xá. Dạ kính đưa lưỡng tộc cùng quan viên ngay họ, giờ làm lễ ông bà cô bác đã xong đây đến bằng làm lễ ra mắt cha mẹ đôi bên. Vậy chú rể bước tới để góp rượu dân cho mà cha mẹ.
dưới lên. Ghế bên này vô đó, ba ơi. Ba ơi, dựng đứng trên gọn nha ba. Một, hai, ba. Một, hai, ba, đứng đi, dưới này, đứng đi, dưới này. Đứng đi, dưới này, đứng đi, dưới này. Để ngỏ ý cùng cha mẹ cho con nó xá lại, phát biểu lên. Thôi xá đi ha Cường ha. Rồi con hướng thẳng về phía tay, một tay xá hai. Ngay cái khai đó, con nhìn ngay khai. Dạ kính đưa lưỡng tộc cùng quan viên hai họ giờ làm lễ cha mẹ đã xong tới phần làm lễ anh chị. Vậy tân trọng kính thỉnh anh và chị, bà con bên nội bên ngoại trong thân tộc phát triển giai cấp anh chị vinh phúc vinh vui làm bước đến ca diệp uống đô chung rượu để cho em rể nó làm lễ ra mắt. Vậy tân trọng kính thỉnh có không? Thôi không qua đi chú ơi, không có cho qua luôn. Vậy ra đền đám ơn ngay xá ngay trước hai xá đi con. À, phần đi lễ bên nhà gái đó trong tôi cũng nhường lại cho ông đại diện họ nhà trai tiến hành làm lễ. Dạ. À, cho để tôi cho tiếp tục trình lễ tiếp tục. Vậy đến đây thì cũng trân trọng kính mời chủ hôn bên nhà trai và hôm nay cho cháu tôi như thế nào thì xin mời để lên về nữ trang lấy ra và kính trình với quý hội đồng đường tộc, kính với quý tộc nhà gái, kính với ông và quý bà. Và hôm nay được sự thống nhất của hai thông gia và bên nhà trai cho hai cháu về cái ngày cái lễ lên đèn không có đốt đèn. Cái lễ thỉnh kỳ hôm nay bên nhà trai cho cháu dâu về nữ trang là 25 chỉ vàng 24k và tiền đồng là 20 triệu tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam. Xin kính trình với quý hội đồng lượng tộc, kính trình với quý ông quý bà bên đồng họ của nhà gái. Xin kính trình. Xóa tan đi bốn bề tháng ngày,
mộng mơ hằng đêm ôm nhớ thương một người, mái tóc xòa ngang vai ấp ơi chút hương yêu cho đời thêm say. Dẫu nơi nào buồn phiền có kéo đến, xin hãy ôm anh vào lòng, nhìn anh xem anh có giống đang đùa không, anh có giống đang đùa không. Ngày ta cùng nhau nắm lấy đôi cánh tay là sắp về chung mái ấm bên nhau mỗi ngày. Đặt đôi bàn tay lên đây anh trao nhắn cưới cho em ngày. Ngày mai bình minh thâu sắc chia anh với em, nhà trao nụ hôn bên thân tộc của nhà trai. Vì hôm nọ là cái ngày mà đến đây thì cháu tôi muốn chào chung, nhưng mà bây giờ bữa nay chú rể sẽ dẫn cô dâu đến để hỏi trước nhất là ông nội, ông ngoại, bà ngoại, rồi quý ông, quý bà, bác chú, cô, cậu, bên nội cũng như bên ngoại. Con bữa nay con hỏi hết, hỏi từ đây tới chiều thôi. Và bữa nay ông qua cho hỏi. Dạ. Ôi, khoanh tay hỏi thưa ông ngoại, ông nội. Rồi, cảm ơn. Và cảm ơn ông nội rất nhiều. Bà ngoại. Rồi lại đây dẫn vợ con lại hỏi ông ngoại, bà ngoại. Thôi bây giờ khỏi đi. Rồi cảm ơn. Rồi kế đến đây là lại bà ngoại con. Là hỏi bà ngoại con ơi. Rồi. Dạ khỏi. Rồi, đây kế đến là hỏi bà ba. Nhưng mà ông ba con đừng hỏi ông ba thôi. Rồi quay qua đây. Bây giờ con hỏi dạ, hỏi bác. Dạ. Bác. Rồi con sẵn đây các con hỏi mọi hai. Mọi hai, cảm ơn mọi hai nhiều con. Dạ. Ở trong này thôi còn ngoài nữa đó, ra ngoài khách rồi. Hội đồng gia tộc của bên nhà trai mình như thế này. Thì ngày hôm nay là đó là cháu dâu của mình đã chào hỏi ông nội, ông ngoại, ông thân tộc và quý bà. Bác chú cậu dượng cô dì thím mợ, thì như vậy là để tỏ cái lòng mà đền đáp lại công ơn của quý ông quý bà. Như vậy là thôi bây giờ tôi cũng xin đề nghị là thống nhất cho hai cháu tôi sẽ xá ra đền đáp lại công ơn của quý ông quý bà. Rồi con ơi, hai con cung tay tròn xá ngay trước hai xá đi con. Rồi đúng rồi mẹ. Và hồi nãy thì đó là cái phong tục khi mà để cháu rể lên đền đáp công ơn của cha mẹ. Và ngay bây giờ thì hai cháu một bên có dâu và một bên có rể, như vậy là hai cháu đến để dâng rượu cho cha mẹ đôi bên uống chung rượu. Để sẵn đây có nhiếp ảnh và quay phim làm cho cái buổi lễ thêm phần long trọng hơn.
thì để tỏ lòng thì hai con nhìn nghe cái khai và hai con xá hai xá để là đáp lên công ơn của cha mẹ. Rồi xá đi con. Vâng. Rồi xá nữa con ơi. Rồi cảm ơn. Và kính thưa quý hội đồng lượng tộc, kính thưa quý tộc của họ, của nhà gái. Và qua cái phần mà hai cháu đã đeo vàng và đã chào hỏi với ông quý bà và vú trụ cho cha mẹ hai bên đã xong, giờ tới cái phần ngày mai. Và tôi cũng xin trình cái lễ là ngày mai là cái ngày thành hôn của hai cháu, và tộc họ nhà ta trai chúng tôi đến tấn lễ vào lúc 7 giờ sáng ngày mai là 19 tháng 11 của năm Nhâm Dần. Vậy cũng kính trình với quý ông và quý bà, bởi vì hồi đó theo đúng ra là mình phải có giao thiệp cưới, nhưng mà ở đây bữa nay rồi ngày mai kế bên thôi mình nói miệng vậy. Mong quý hội đồng lượng tộc, quý ông quý bà bên tộc họ nhà gái cũng niệm tình thông cảm bỏ qua cho. Thành thật cảm ơn rất. Một lần nữa tôi xin lặp lại tâm trọng kính thỉnh anh và chị của cháu đó, bên nội và bên ngoại trong thân tộc có liền, và các anh chị cũng vui lòng bớt lên cái cây gì uống đôi chung rượu để cho em nó làm lễ ra mắt ngày hôm nay. Kêu chị Ngọc. Chị Ngọc kêu chị. Của hai cháu đến đây cùng xin tạm dừng, và tôi cũng không quên, và năm cũ sắp hết và năm mới bước sang, tôi cũng đại diện bên tộc nhỏ họ nhà trai cũng không quên kính chúc quý vị quan khách và trong hội đồng gia tộc của quý tộc nhà gái một năm mới gia đình mình được an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Xin kính chúc hai cháu xá trong xá ngoài rồi. Rồi thành thật cảm ơn. Em có ghi lễ và đơn giản nhưng mà nó tan nhưng mà không biết. Vậy hai là tôi hỏi thằng gái xin ghi nhận thắng cho mình thiếu khách của quý vị cũng như là mong muốn lễ hôm nay. Nếu mà thằng gái chúng ta mình cho có lên tốt thì cũng mong muốn thì mình cũng rất là hổ qua. Và chúng tôi xin hỏi với ông thì qua những sự đại diện của hội nhà trai kết thúc cuộc lễ thì chúng tôi xin đại diện của hội nhà gái xin chân thành chúc mừng quý khách của hai họ vui lòng và trong những người mà hiện còn là đại diện của liên hoan đó là quý gia đình họ nhà gái chúng tôi. Hẹn cho em niềm tin anh sẽ ân thiệp cười hồng. Quà tươi duyên đẹp hôn em chẳng lo chuyện trầu cao. Trời ban cho tình duyên dây chúng mình ta quyền lòng. Tay cầm tay đến ước chân em bước như thiên thần. Ngày hai ta kết duyên bên vía trầu với mâm cao. Khi mẹ cha minh chứng thì em đây trao tơ lòng. Nguyện cho nhau ngày sau duyên chúng ta sẽ hòa mình. Bên nhà trai chúc phúc em sẽ là cô dâu hiền. Áo cưới cùng em thơm nồng mùi giấy mơ. Duyên tơ hồng lấy chồng miền xa xứ. Áo cưới thiêu rồng hai dòng sông hiến cho nhau.
nhau những nụ hôn đầu tiên. Bàn tay em thầm mong trao chiếc vòng cưới lung linh. Quà cho em ngày nay anh nói rằng sẽ đẹp lòng. Xin tổ tiên minh chứng cho thấu tình nghĩa phu thê. Cùng em thơm nồng mùi dải mây, theo gấm cùng qua ta mặc áo đỏ tươi. Sánh duyên tơ hồng lấy chồng miền xa xứ. Áo cưới thiêu rồng hai dòng sông hí cho nhau. Hẹn cho em niềm tin anh sẽ ân thiệp cưới hồng. Quà tơ duyên đẹp hôn em chẳng lo chuyện trầu cao. Trời ban cho tình duyên dai chúng mình ta quyền lòng. Tay cầm tay đính ước chân em bước như thiên thần. Ngày hai ta kết duyên bên vía trầu với mâm cao. Khi mẹ cha minh chứng thì em đây trao. Nói đầu tiên Mỹ Dung xin phép được thay mặt gia đình ông bà chủ hôn cùng những người thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng phát đạt xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Việc dựng vợ gả chồng cho con cái là bổn phận, là trách nhiệm của những bậc làm cha làm mẹ, những người đã luôn yêu thương và hy sinh cả cuộc đời mình chỉ mong sao con mình mãi được hạnh phúc. Con cha như núi cả, nghĩa mẹ như biển sâu, bao năm mưa nắng dãi dầu, đôi con khôn lớn bắt đầu không hay. Vì thế trong ngày vui ngày trọng đại như thế này, không thể thiếu vắng sự hiện diện của các đấng sinh thành cùng bước lên bục lễ để ra mắt quan viên hai họ. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện chủ hôn họ nhà gái, đó là ông Nguyễn Công Trường và bà Đặng Thị Hận. Xin tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay và xin trân trọng kính mời bà đồng bước lên bục lễ. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện chủ hôn họ nhà trai, đó là ông Trần Minh Hiền và bà Nguyễn Thị Yến Trinh. Cũng xin tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay và xin trân trọng kính mời ông bà đồng bước lên bục lễ. Một đề tài muôn thuở trong thơ ca, trong âm nhạc cũng như trong đời sống của mỗi chúng ta. Chính vì thế mà đã có biết bao tác phẩm ra đời, nhưng không sao định nghĩa được tình yêu. Làm sao định nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Thật vậy, tình yêu đến êm đềm như cơn gió mùa thu, và tình yêu về như tia nắng ban mai sưởi ấm mùa đông lạnh giá. Hơn thế nữa, tình yêu còn là hương hoa của cuộc sống, và tình yêu cũng chính là hạnh phúc của cuộc đời. Vì chỉ khi yêu chúng ta mới thấy được cuộc đời để ý nghĩa hơn, và chung quanh cuộc sống của chúng ta sẽ tươi đẹp hơn. Và bây giờ, xin tất cả quý vị hãy cùng lắng động trong giây phút trang trọng nhất để đón chào hai nhân vật chính. Họ cũng là hai người trẻ đẹp nhất trong ngày vui hôm nay. Đó chính là chú rể Minh Phương và cô dâu Xuân Đào. Họ đang tay trong tay tiến về lễ đài hạnh phúc. Họ mất sức hiện diện, chính tình yêu đã làm cho đất tâm hồn bị chặt vào nhau và làm cho đôi trái tim đó mà cùng một người. Nếu trên thế gian này cái gì cần một nửa, anh chỉ muốn làm một nửa của sinh em của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ gia đình chúng ta xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhé. Được sự cho phép của gia đình tôi xin có đôi lời cùng tất cả
cả quý vị. Hôm nay đây ngày vui, nhìn thấy sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị. Đây thật sự là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà tất cả quý vị đã dành tặng cho gia đình chúng tôi. Vì thế một lần nữa xin phép được gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong sự nghiệp của mình. Và đến với ngày vui hôm nay, nếu có điều chi sơ sót, mong tất cả quý vị lượng tình mà bỏ qua cho. Trước khi dứt lời, xin mời tất cả quý vị cùng dùng với gia đình chúng tôi một buổi tiệc mọn tình sâu. Tiếp theo chương trình, xin mời cô dâu và chú rể tiến về bàn hoa bên đây để chúng ta làm nghi thức sát sự sân banh cho ngày vui. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Sức thành dữ dục mãi mang ơn, khắc cốt nghi tâm chẳng thể sờ. Mẹ vốn xoa nhiên lòng biển cả, cho thời sống với đỉnh trường xưa. Singing to our favorite song, when you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. My future in your eyes.
sợi chỉ hôn để chúng ta nên vợ chồng. Hãy
có nắng cho em chìm ngấm ngất ngay từng giây. Gọi em giờ dễ thương nè, giờ yêu của chồng đây. Chúc anh gửi em yêu hạnh phúc mới bên em. Cùng nhau đi khắp chân trời ngày về chìm nắng mưa. Vợ chồng mình tuyệt nhất đó là tâm đồ. Vợ chồng mình tuyệt nhất. Cả hàng đoàn theo anh về em sẽ không còn cực khổ, nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ, bông kiên vàng bạc nặng cổ, người chúc đến hàng ngàn cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ, cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ, em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby bì hổ. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba bà mà ngành giờ. Ngóng chờ ai à, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa ra. Mai đây ta về chung nhà, em sẽ lo trong dầu nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Chân dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu rau mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Cột dây tơ xuyên hai đứa thương tới ra. Anh nói mai này em sẽ nói em đã đem
thưa má thưa ba. Thank you.
em đã yêu thầm anh đó mà không dám nói nên lời. Nói ra sợ người cười lỡ anh chẳng nhận lời nên cứ yêu âm thầm thế thôi. Nhiều khi em đã mơ mộng hai đứa cùng nhau để dưới trăng mơ, cả hai cùng cười đùa chiếc hôn đầu hẹn hò dưới ánh trăng hẹn thề với nhau. Giấc mơ anh là chú rể còn em là cô dâu rạng rỡ, nắm tay ta cùng ước nguyện chọn đời ta yêu không cách xa. Từ lâu em đã yêu thầm anh đó mà không dám nói nên lời, anh chẳng hiểu được lòng của em còn ngại ngùng. Để làm lễ ra mắt họ tộc, kính quý ông uống đôi chung rượu để cho cô dâu làm lễ họ tộc ngày hôm nay, vậy trân trọng kính mời. Đi đâu đưa mặt bác điều kiện giúp con rồi bác, dặn cho bên này bác nào dây lớn bác điều kiện giúp con nè. À. Bác ơi, nhận một tay giùm con thôi, rồi nhìn vốn tính giùm con nè bác ơi, rồi nhìn vốn tính giùm con. Cái này thì vợ bằng lại họ. Rồi.
giờ để ngỏ ý cùng quý ông về phần lại họ để cho cháu nó xá hai lại. Trả thì con cha trả nó đi đây. Chưa. Trả 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 cái chung ở đây. Ảnh ông cốc, ông nội, ông ngoại, ông bà con bên nội, ông bà con bên ngoại, thân tộc láng giềng giai cấp là ông, từ ông trưởng tới ông thứ, xin vui lòng uống đôi chung rượu để cho cháu nó làm lễ cáo giá ngày hôm nay, vậy trân trọng kính thỉnh. Mời quý ông. Đó. Bây giờ em xong khoe lên nè, khoe lên chút xíu rồi cười lên nè. Ông ngoại nhìn lên đây là cười lên giúp con. 1, 2, 3. Con vô chung rượu cho cháu giúp con coi nè, vô cái coi. Vô rồi. Lại. Cho cháu ngoại này góp cho này nữa. Trân trọng kính thỉnh bà cốc, bà nội, bà ngoại, bà con bên nội, bà con bên ngoại, thân tộc láng giềng gia cấp là bà, từ bà trưởng tới bà thứ, xin vui lòng uống đôi chung rượu để cho cháu nó làm lễ cáo giá ngày hôm nay, vậy trân trọng kính thỉnh. Mời với bà uống chung rượu đi cho cháu nó làm cái lễ cáo giá nè. Một tay nè bà Năm ơi, một tay thôi. Bà Năm ơi, nhìn lên đây nè, bà Năm ơi, nhìn lên giúp mẹ ơi, nhìn lên đây nè. Bà cô cửa giúp con nha, coi nè. 1, 2, 3. Trời ơi. Tới bà Mư. Cô ơi, giữ tay giúp con. Cô ơi, con chừng cắm mình kỹ niệm nha. Bà Năm ơi, nhìn lên kính con giùm nha. Coi nè, 1, 2, 3. Rồi. Vô. Dạ. Rồi trở lại vị trí con. Để trong đây. Để đây. Rồi. À giờ ngồi quế bà. Rồi. Và kính đưa gia tộc phần làm lễ ông và bà đã xong tới lượt ra trân trọng kính thỉnh bác chú cậu dượng bà con bên nội bên ngoại trong thân tộc láng giềng và giai cấp. Thì ông bà nãy rồi còn gì nữa thỉnh rồi rồi em ơi. Lấy tấm hình chung luôn qua đây luôn nè, đây luôn nè, dặn dặn luôn rồi rồi cô dâu nhìn lên đây nè rồi lên lên nè rồi 1, 2, 3 rồi rồi bây giờ bên đây bà Tư đi đó. Ngỏ ý cùng mấy ông bà cho cháu làm lễ sao phát biểu lên trả lại trả đi cháu ơi. Ông bà đã xong tới lượt trân trọng kính thỉnh bác chú cậu dượng bà con bên nội như bên ngoại trong thân tộc láng giềng gia cấp trong đó có bác Xui, xin vui lòng uống đôi chung rượu để cho cháu nó làm lễ cáo giá ngày hôm nay, vậy trân trọng kính thỉnh. Đây hai chung ông Mỹ gì vậy? Rồi ông Bưng là bác Năm với bên này bác Hai. Bác Năm ơi nhìn dũng kính gì con rồi đó kỷ niệm ngay rồi nè. 1, 2, 3 Năm ơi wow trời ơi đúng rồi. Cái dũng dạ con bác Hai lên nhìn dũng kính giúp con cô dâu ơi. Bác Năm ơi con nhìn lên đây giùm con nè, vui lên giùm con nha. 8 đây nè, gõ cái đường 8 này như dựng 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 3. Ông đáp vô cái luôn đây. Rồi, tới dựng 3. 1, 2 1, 2, 3 giờ mấy bác chú cậu dượng có quà có thơ gì không để mà chúc cho cháu. Cái này hả? Rồi kế tiếp trân trọng kính thỉnh bác thím cô dì mợ đó. Ở đây cái phần thím hay gãy ở bên Úc đó có gửi quà cho cháu trong cái ngày lễ mà cáo giá hôm nay là 4 triệu bạc tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam.
đây trước mặt của ông đây. Đấy, ở dưới Út Nhung mà. Út Nhung hả? Em của ông Nhung hai gãy. Út Nhung gửi 1 triệu. Đây thằng Đám. Chanh muối ba thê, nhưng mà đi tôm. Ừ, cho 5 triệu. À, đủ ngồi này lúa hơi mặn à. Đánh rồi đó. Còn cái này dễ ngàn á, còn cái mời về dưới trời nữa. Bây giờ vậy? Ai? Bác Hai cọp cho 2 triệu. Rồi. Không ai chụp hình hết trơn hả? Rồi bây giờ vậy nè, bây giờ thôi mình đứng vậy mình chụp thống nhất cái đi. Chứ tự đông lắm rồi. Dượng, Dượng Tư. Dạ rồi đứng gần cho cô dâu giùm em nha, đứng gần đứng xíu nha rồi. Rồi nhìn vốn kính nè, nhìn vốn kính nè, rồi xẹt tay ra đưa đứng lên chút xíu nữa rồi. Rồi bác ơi, bác con mời bác qua đây giùm con chút xíu. Cảm ơn bác. Rồi Dượng Tư cho 5 triệu. Hai, ba. Dượng Tư này ở đâu? Dượng Tư công việc gì hả? À rồi. Rồi bây giờ của bên Mỹ của mà con của anh ba đây. Cô cháu 300 đô. Một cô cháu 300 đô bỏ vô. Bác Tám 100 đô. 100 đô rồi. Bác Ba 100 đô. 100 đô. Hả? 5 đô. 5 đô nè. 5 đô. Cô Út 100 đô. Bác Tư Đực 300 đô. 300 đô. Bỏ vô. Bác Năm Cò 200. 200 đô. 200 đô. Bác Bảy 100 đô. Còn này, bà Út, bà Út Mai 100 đô. Còn bà này có Bác Năm 200 đô. Chú Tài 2 triệu. Chú Tài 2 triệu. Chú Tài 2 triệu. Rồi. Cô dâu nó nóng quá à. Rồi, cậu gì? Cậu ba đâu? Chị vàng gì đây không biết. Làm 4 số hả? Mời cậu ba vô. Gót cụ đi, gót cụ cho cậu ba miếng. Rồi gót cụ, cậu ba muốn là chờ. Nè mời cậu ba ăn cái đi con. Rồi hả nhận quà. Rồi 1, 2, 3 rồi. Rồi dẫn trong cái đồ đeo luôn. Rồi phê lên cái luôn cho cô dâu ơi. Rồi đây luôn nè. 1, rồi đứng nhạc nữa xíu anh ơi. 1, 2, 3. Cảm ơn cô Tư. Rồi này chị ơi dừng dưỡng tính giúp em nha cô dâu ạ. 1, 2. Chị ơi dễ cái nè. 2, 3. Dạ rồi mở đi. Dì Tư cho nhiều. Dì Tư cho anh chị. Vàng 24. Chị ơi dễ cái nè chị. 2, 3. Cô dâu cười lên em ơi. Cười lên. Rồi chị giữ ngón tay này chứ lấy một tấm hình để chị giữ ngón tay cho nhau. Ôi, giữ ngón tay. Rồi đứng qua đây nửa bước xong vừa giữa bàn cho nhau. Ok rồi chị ơi chị. Quay ra em nha. Còn không? Còn mấy bác thím cô gì mợ không? Còn bước vô. Nhiều lắm hả? Xẹ ra đợi cái bình thuận về đây là được rồi. Xẹ ra đợi nó quay cái bình thuận về rồi. Dạ. Xích qua đây chút xíu nha nhau. Mẹ ơi, con chụp chúng ta mẹ. Dạ rồi chưa nè cô ơi để nào đấy cô cắm đó tại vì anh để rồi nha. Quay cái dáng đi chút xíu rồi còn dạ. Cười lên nè, cái nhà máy tính này mình cười lên nha. Dạ, con hai. Hai, ba. Con hai nhiều. Ông từ 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 từ. Uống năm đi. Dạ, chị ơi, chị ơi. Cái này của ai? 5 triệu, hiếm út trời, hiếm út chú nằm cho 5 triệu. Không làm. Chú hiếm út. Chú hiếm út cưỡng. Vậy hả? Chú hiếm út cưỡng cho 5 triệu. Đúng rồi. 2, 3. Bắn
Anh tháng luôn rồi. Chị mở đó, bà con bên nội bên ngoại trong dân tộc quán liền giai cấp. Chị ba quanh cho 5 phân. Này là phải giữ chữ gì rồi? 1, 2, 3, ngồi đeo vô đi. Rồi vô lên vô à, vô lên, cười nè. Rồi quay lên rồi nè, rồi ôm vô nè, chị ôm, em vô đây rồi, mình lấy tấm hình nè. 1, 2, 3. Còn ngày hôm nay nè, vậy trân trọng kính thỉnh. Còn thì bước vô để hết giờ à. Hai đó. Dạ thì lên đây nè, 1, 2, 3. Hết rồi hả? Đi hả? Còn con hả? Còn con bước vô con. Con bắt động đó chút. Dạ hả? Dạ. Quay cái thập đi, cầm có tấm hình luôn cho thấy luôn. Con gái thì ba cho nhiêu công bố luôn. Dạ, đi con cho chiếc nhẫn. Dạ. Dạ, xong đây hả? Ủa, Thư đâu? Thư đâu? Dạ. Chị Thư đâu? Rồi, mấy gái quay lại mấy gái. Quay chữ tài ra đi, cô dâu, cô dâu. Cô dâu ơi. Quay lại cười, tấm thế nào. Rồi đeo đi nha. Rồi dựng như cái bài rồi. Rồi giữ lại chút xíu nha. Cô ba hả? Cái này này chưa có. Chị ba hả? Chị ba. Chị ba cho 5 phân. Chỉ ra hả năm? Cho chiếc nhẫn. Và kính đưa gia tộc giờ làm lễ ông bà cô bác nó xong đây đến phần làm lễ cha mẹ đôi cha mẹ. Vậy là hai cháu cứ cái này cất này đang không ở cất đó đi. Rồi. Rồi cái bạn bạn chứ rồi rồi đứng nhận lên cái rồi. Ba ơi ba nhìn vô kính nha ba nè. Vô coi. Cô dâu. 1 2 cười ba nhìn đây nè ba cười lên chút xíu ơi. Cô dâu ơi. 1 2 3. Cười lên cười. Cho cái bà mà uống cái bà. Chạy cũng chết rồi con cười lên. Là ba cứ uống đi bà. Ông ái bà. Rồi, ở bên đây bưng cho mẹ. À, dạ chú Út ơi, con xin phép nè, con xin lỗi chú Út nha, con cảm ơn chú Út. Mẹ nè mẹ, cô dâu à, quay lại đây. Rồi, vui lên nè, 1, 2, 3. Rồi, mẹ ơi, mình đủ với mẹ. Xong em bước lại gần mẹ. Phần cha mẹ đã xong tới phần anh chị, vậy trân trọng kính thỉnh anh và chị bà con bên nội bên ngoại trong thân tộc quán liền là cho các anh chị xin vui lòng bước đến khai diệt uống đô chung rượu để cho em nó làm lễ cáo giáng ngày hôm nay nè. Trân trọng kính thỉnh anh chị có không? Không có thì đâu, bây giờ cháu trong cháu ngoài rồi cái cháu vô giờ cháu quay vô trong à. Kính thưa gia tộc, bây giờ phần lễ lại họ đến đây đã xong. Có điều chi thiếu sót kính quý ông cảm thông cho. Trước khi dứt lời tôi xin cầu chúc cho quý ông được dồi dào sức khỏe. Phần hai nữa tôi xin trao lại cho ông chủ hôn họ nhà gái để thỉnh cô bác đặng đưa cháu nó về bên chồng lúc 7 giờ theo lời của ông đại diện của nhà trai sẽ phát biểu. Rồi thôi giờ vậy đó, cháu bưng này vô đi.
lòng say, nhưng nào say ánh mắt của em thơ nhẹ bay, làm ngây ngất nhớ em đêm ngày. Ước gì hơn mong có em bên cạnh, cùng em đi đêm thịt những tháng ngày về sau. Ước tư buồn phiền vượt mâu, cùng anh đi đến bắt đầu. Ngồi sáng yên bình ta thấy tim mình hạnh phúc biết bao. Lênh đênh giữa đời sóng xô, chẳng phải lo có anh rồi. Dù cho nước cháy đã mòn, nắm tay anh đi qua màn mưa, ở đâu em cũng đón đưa. Cho dù thời gian già đùa, vẫn yêu anh như ngày xưa. Lúa kia đã đâm bông, mẹ nói em đã tới tuổi lấy chồng. Nghe mà lòng trong mong cưới luôn được không? Trong sắp sinh bên hoa nhà trai, đời nhà gái đưa em bước qua. Cha mẹ cùng nâng rượu vui, chúc cho ta duyên thành đôi. Bà con xa đều khen nức nở, gái trai xinh đẹp đôi phu thê. Chúng ta sẽ sống bên nhau đầu bạc trắng lông, có chắc đông thật đông. Anh ơi, em là con gái của Bến Tre, có đi ngang xin anh hãy nhớ ghé. Về quê em rừng dừa xanh bát ngát, con gái Bến Tre dịu dàng là chất phát. Phải ý nhau rồi thôi ba má mình cưới luôn. Lời em nói đâu phải là nói suông. Cưới em rồi chắc chắn anh không khổ. Xin cho anh một thằng cô tí đau lòng anh không lỗ. Yeah.